phải không? Ai kêu? Ủa mặt đây. Chú Trinh phải không? Trinh đây, Trinh đây. Nhớ liền à, thấy cái nhớ liền, thấy không? Bộ nhớ còn hoạt động dữ lắm mà. Đi đâu đây, đi đâu đây? Trời ơi, đi đâu mà mắt đỏ liền vậy? Nên đi công chuyện á. Dạ hả? Ủa, con chú làm gì mà mới sáng sớm ra đây đứng vừa gốc me vậy nè? Ủa, trời đất ơi, anh không biết em đứng đây làm gì sao? Biết đâu có hại đâu, làm sao tôi biết được. Tôi với chú đâu có thường xuyên gặp gỡ đâu à. Ủa vậy mà anh không nghe người ta đồn gì em à? Đồn hả? Đồn vụ gì có ai biết cái gì đâu. Trời ơi, tôi nổi danh lắm mà không nghe. Ủa vậy hả? Trời đất ơi, hèn chỉ thấy mặt anh ngơ ngơ ngác ngác như nai tơ rồi đó. Giống nai lắm hả? Nè nè, nói cho anh hay nghe. Ai đâu mà công không ra đứng sáng sớm giữa gốc me vậy nè. Em đứng đây là em đang làm việc đó. Làm việc? Biết rồi. Chú đang chờ me rụng phải không? Gì me rụng? Chua lắm à nghe. Trời ơi, không phải vậy đâu. Chứ chú làm gì mà vừa gốc me? Anh không nhìn thấy cái bản gì ở trên đầu chính này hay sao? Ủa, bản gì đâu? Bản này của chú đây hả? Đâu nữa coi. Đọc đi, hiểu liền. Muốn thuê mướn mua bán sang nhượng nhà cửa villa đủ loại hỏi chính cò. Biết là có nghĩa là gốc me này là văn phòng làm việc của em. Chú à, chú chính cò đây hả? Đúng vậy, trời ơi, tôi nổi danh lắm mà. Từ ngày cơn sốt nhà nó mở ra phải không? Đó là vụ đất đai rồi đó. Em đánh hơi em thấy là đâu phải là muốn mở. Nhưng các em quyết định bỏ nghề giá xe đạp chuyển sang nghề này liền. Chuyển qua vậy mà rồi có khá không nhỉ? Khá chứ sao anh? Khá lắm mà. Vậy hả? Thiệt anh, cái nghề này đâu có vốn liếng gì. Nhẹ. Mình chỉ làm cò dẫn lối đưa đường là có hoa hồng bỏ túi à. Trời đất ơi, ngon lành vậy sao? Chứ còn sao nữa. Anh biết không? Sao? Nói nghe coi. Làm nghề chi cũng gian lao cực khổ nhọc nhằn, làm cò chỉ tốn chút hơi mà dễ ngon ăn. Cả ngày em chỉ quẩn quanh giữa bóng cây me, chân tay không đổ mồ hôi mà khi gặp anh khỏe vô điều điều. Dạ mười thân vô chỉ, vừa mười chỉ vô cây khỏe khỏe. Nghe chú nói tôi cũng hàm qua chú ơi. Mấy chú giới thiệu cho tôi cái gốc me nào đó để tôi theo nghề chú được không? Ý không được đâu, khó lắm. Ủa chú không quen gốc me hả? Dạ. Sao nãy chú nói dễ nè. Dễ với người lẻ lẻ biết chụp giật kìa. Trời đất ơi, còn anh gì đâu có được. Rồi, cho anh hay nghe. Cũng có lúc mà nói sôi bọt mép mà chẳng xong nữa đó nghe. Vậy hả? Thôi, trời xin cho mỗi người một cái nghề. Đừng có thấy người ta làm tưởng ngon ăn nhào vô là chết đó. Nha, tôi hiểu rồi, xấu quá ơi. Chú sợ tôi cạnh tranh phải không? Thôi được rồi, vậy thì tôi để cho chú độc quyền gốc me đó đó. Mà nãy giờ anh chưa trả lời. Tôi hỏi anh đi công chuyện gì mà đi ngang đây vậy? Thì cái chuyện riêng tư thôi. Chuyện riêng tư? Ủa chuyện riêng tư là chuyện gì? Tôi hiểu rồi. Hèn chi cái chuyện riêng tư thì nó mắc đảo qua đảo lại. Chắc đang rình nhà ai có phải không? Nó bậy nữa. Tôi có rình nhà ai đâu nè. Vậy chứ lý do nào mà mắt anh di động hoài vậy? Không biết là để tôi nói cho nghe, nó đừng có đoán mò đoán gì đâu không à. Đây nè, con mắt mà sở dĩ tôi ngó tới ngó lui ngó xuôi ngó ngửa có là gì, tôi đang chú ý. Chú ý còn có chỗ nào cho mướn nhà không vậy mà. Mướn nhà? Chứ vậy? Mướn cho thằng chay. Ủa, vậy còn nhà anh đâu? Bộ cháy rồi hả? Nè, bậy nữa. Sao nãy giờ nó bậy không à? Chú trù ẻo bậy bạo à. Nhà tôi còn y nguyên chứ cháy hồi nào. Vậy chứ còn sao mình đi kiếm nhà mướn? Tôi hiểu rồi. Chắc hụt vốn tính bán phải không? Được, đây tôi giới thiệu người mua cho nghe. Bán được chỉ cần hoa hồng 3% thôi. Không có bán nhà. Không có bán nhà sao đi kiếm nhà mướn cha? Trời ơi, chú cứ ăn có mớ hoài à. Có lý do tôi mới muốn mướn bộ à. Tôi biết rồi. Anh mướn để kinh doanh chứ gì. Yên tâm đi, để tôi lo cho. Nếu anh kinh doanh xe cúp phải không, thì tôi sẽ giới thiệu mặt bằng đường Lý Tự Trọng. Còn muốn buôn bán giày dép á, thì tôi kiếm cái chỗ đường Phạm Hồng Thái. Cũng mở quán cơm á, thì tôi đi lại đường Nguyễn Thiện Thực. Còn muốn bán thịt rừng á, thì đâu còn chỗ nào tốt hơn là Phạm Viết Chánh, thấy không? Còn muốn bán bia ôm thì ở đường nào? Trời ơi, bộ tính bán bia ôm thiệt hả cha? Nói chơi vậy thôi, chứ đâu có. Tôi không có kinh doanh gì hết á, mà chỉ kiếm một căn nhà nhỏ để ở thôi. Dồi ôi, vậy thì dễ hơn cơm ăn cơm sườn nữa. Ủa, mà sao không ở nhà lại đi ở nhà mướn vậy? Chắc anh mướn nhà cho bà con phải không? Chú này hay quá à. Nãy giờ nói gì cũng đặt lách hết trơn hết trời. Gì kì vậy? Tôi mướn cho tôi ở phải không? Anh ở với ai? Ở với bà xã chứ ở với ai? Rồi nhà anh để lại cho ai ở? Để cho vợ con ở chứ ai? Ủa? Trời đất ơi! Hả? Anh nói gì tôi không hiểu gì hết trơn trời vậy? Có gì mà khó hiểu. Nhà thì tôi để vợ con ở. Còn tôi mướn là mướn cho tôi với bà xã. Nhỏ. Bái. Trời ơi! Bà nhỏ. Trời ơi, hèn chi. Hiểu không? Hiểu rồi. Lớn với nhỏ đâu có ở chung được.
Nói chung là trái nhà như chú nói đó. Tôi không ngờ anh coi vậy mà cũng đèo vòng quá rồi. Bà lớn bà nhỏ nữa rồi. Khổ lắm chú. Hoàn cảnh mà chú. Hoàn cảnh sao? Chú nghĩ coi. Nói đừng khóc. Tôi vỡ ngàn. Sao? Hai đứa tuổi xa. Lớn người nhỏ nữa. Nhưng mới gặp nhau tim đã nặng vì tâm. Trời ơi, sĩ tình dữ vậy. Nàng hai mó tôi vừa tròn 49. Trời ơi, leo quá. Những lứa tình yêu khiến tôi như còn 20. Trời ơi, mặt đường hẻm cùng 20. Tôi đang thề dành hết cả con tim. Rồi sắp khổ tâm. Dành cả tiền lương mỗi tháng tặng cho nàng. Rồi vợ con nhà sắp đói. Sợ mai mốt và nhà tôi phát giá. Phải lo tìm chỗ thuê nhà. Tôi hiểu. Ở thêm vợ nữa. Chà, hoàn cảnh anh cũng éo le quá ha. Éo lắm. Thôi được rồi. Thấy anh khó khăn à, tôi cũng không nỡ làm ngơ đâu. Để tôi giúp cho. Chú là cò nhà thì sẵn tôi nhờ chú giúp giùm á. Nếu được chỗ ngon lành tôi sẽ tạ ơn chú một chầu cà phê nha. Thôi khỏi mà trời ơi, khỏi cà phê đi. Cà phê uống đi dễ bị ép tim lắm. Vậy tôi hả? Không muốn cà phê đâu. Vậy thì tôi sẽ hậu tạ chú một chầu nhậu nha. Chi về phiền phức vậy. Ủa? Mình là anh em với nhau nhậu nhẹt chi. Uống rượu nó dễ bị sơ gan lắm. Tôi không dám uống rượu đâu. Vậy thôi thì trời phải đền ơn chứ. Gói thuốc 3 số 5. Ủa, có nghe thuốc mà muốn ho rồi. Ủa vậy hả? Không được, tao là ho lắm. Vậy hả? Có hại phổi lắm mà. Đó, vậy thì biết chú thích gì. Thôi giờ chú thích gì chú nói tôi chiều chú hết nha. Nếu thích thì em chỉ thích chìn. Chìn hả? Chìn hả? Chìn. Tiền đó hả? Tiền đó. Tiền mà nói tiền nó chìn chìn không có hiểu à. Nếu có tiền thì em sẵn sàng giới thiệu cho anh mướn. Dạ. Em chỉ cho anh chỗ ngon lành đàng hoàng. Không phải là cái chỗ bình thường đâu. Vậy hả? Một tháng tiền nhà gọn nhất cho em nhiêu đó thôi. Chuyện tình nghĩa tôi sợ đem tiền ra làm phật lòng chú quá. Không sao đâu, không sao đâu. Trời, không có phật lòng đâu. Đứa nào mà chơi tiền là con của anh à. Ừ, với lại tình cảm liên quan vụ tiền bạc lắm. Có tình cảm với có tiền bạc dính với nhau nó bền lắm. Thôi được rồi, chú cứ giới thiệu đi. Tôi sẽ cho chú tiền cò. Với điều kiện chỗ ở phải lý tưởng mới được rồi nha. Yên chí, rồi thằng em anh không giới thiệu, tôi giới thiệu là chỗ ở đặc biệt không à. Yeah. Em mà giới thiệu anh không hai lòng liền. Anh với bà xã nhỏ phải không? Để em suy nghĩ coi. Anh với bà xã nhỏ của anh sẽ có cảm giác cảm giác sao? Cảm giác như lạc vào thiên đàng. Thiên đàng? Đó, em phải lạc vào thiên đàng. Đúng vậy. Thiên đàng nó ở chỗ nào? Khoan chờ chút xíu em lật địa chỉ coi nghe. Vậy hả? Sao bự quá vậy? Đây rồi. Đâu gì đâu, thấy gì đâu. Một căn phòng nho nhỏ xinh xinh. Tiện nghi đầy đủ. Giường điểm hoặc máy. Đặc biệt là có lối đi riêng. Ủa, có lối đi riêng nữa hả? Phải có chứ, trời đất ơi, có lối đi riêng chứ. Nói cho anh nghe nghe. Anh phải đi riêng để không ai hay, không ai biết. Khỏi lộ, hiểu chưa? Tốt quá trời quá đất. Khoái quá, chỗ nào vậy? Tầng 18 chung cư con rùi xanh. Giỡn hả? Giỡn hả? Tầng 18 hả? Ý mà quên, có thang máy không? Thang máy làm chi cho rùm rà, trời đất ơi. Anh vừa đi lên coi như tập thể dục vậy mà. Nè. Trời đất ơi, lên thiên đàng điệu đó. Chết à. Tới nơi là tôi sụm bà chè rồi. Thôi kiếm chỗ khác nè. Chỗ tốt gì mà anh không chịu hả? Mỏi kiếm chỗ khác coi. Dò coi. Đây có nữa. Lẹ quá. Đây rồi. Một túp liều tranh chứa hai quả tim vàng. Nhà tranh hả? À, vậy mát. Chắc giá cũng rẻ. Được đó, chỗ nào vậy? Chịu rồi phải không? Chịu ơi. Tôi nói có cái nhà này tôi giới thiệu anh chịu liền à. Một túp liều tranh đủ chứa hai quả tim vàng mà. Ở đâu vậy? Căn nhà đó thuộc khu vực ngã năm chuồng chó. Ngã năm chuồng chó hả? Chà, hơi xa. Ôi thôi mà cũng được. Vậy cho nó an toàn ha. Vậy rất an toàn chứ sao. Vô cùng an toàn luôn. Siêu an toàn. Vì căn nhà này ở trong hẻm. Sẽ không có ai quấy rầy anh được. Vậy hả? Trong hẻm mà nó vô sâu không? Chút xíu thôi. Chút xíu hả? Từ ngoài đường vô có chút xíu à. Vậy hả? Để chỉ anh nghe. Từ ngoài đường ha. Nó có địa chỉ ra thấy không? Từ ngoài đường. Cái anh quẹo qua con hẻm chừng 50 thước. Rồi. Anh quẹo qua bên trái. Anh đi chừng 100 thước. Quẹo qua phải. Quẹo phải. Quẹo phải anh đi chừng 100 thước. Trăm thước nữa. Qua cái cầu giáng.
qua cầu Giá xong anh quẹo trái. Quẹo trái xong anh chỉ cần đi thẳng 200 thước nữa. Quẹo phải. Chưa tới hả? Chưa, gần tới rồi, gần tới rồi. Mới gần hả? Anh quẹo phải chừng 80 thước nữa. 80 anh thước. Qua một cái cầu nhỏ. Cầu nhỏ. Qua khỏi cầu nhỏ anh sẽ thấy một cái ngã ba. Ngã ba. Anh quẹo trái. À. Anh đi hết cái lối đó là sẽ gặp cái cầu. Cái cầu nữa. Anh qua một cái cầu, anh quẹo phải. Phải. Anh cứ đi thẳng một lúc rồi thấy căn nhà màu xanh. Màu xanh. Đó, màu xanh đó. Thấy căn nhà đó đó. Anh đi vòng ngõ sau căn nhà màu xanh, anh đi vô chừng 300 thước nữa là tới. Chết. Trời ơi, tôi theo dõi nãy giờ. Chết. Dạ. Túp liều lý tưởng nữa hả? Ừ. Lý tưởng chỗ nào? Phải trái, xe lơ xe lắc à. Đâu có xa. Nổ qua cầu không là tôi lọt dưới rồi. Trời ơi, đâu có xa xôi gì đâu. Mà dù xa chút xíu nhưng mà anh bước chân tới là khoái liền à. Nhà lá mát mẻ lại là rộng lắm. Rộng cỡ nào? Rộng rãi lắm. Kê được một cái giường với hai cái lu nước. Ừ. Đặc biệt ở chỗ đó là ưu điểm là không bao giờ có điện. Nhà thì bà có lỗ mũi mà không có điện. Trời ơi, quảng cáo túp liều lý tưởng. Chưa kể đường đi thì quanh co phát ớn. Trời ơi. Tôi anh lớn rồi mà không chịu suy nghĩ gì hết á. Suy nghĩ gì? Cái đường đi càng quanh co khó tìm, do đó vợ anh không phát hiện được. Đúng không? Mà nếu bà có phát hiện thì cũng đâu có bắt được đâu. Thấy không? Mà không có điện nè. Tối hù anh dễ trốn. Thấy không? Mà không có điện trời đất ơi, anh với bà nhỏ còn khoái nữa. Sao? Mướn không? Nếu không thì tôi giới thiệu cho người khác à. Tình cảm lắm á, tôi mới ưu tiên giới thiệu cho anh đó, chứ nhiều người hỏi chỗ đó lắm rồi đó nha. Thôi, mày đừng nói nữa. Chú mày đừng nói nữa. Nó chơi với chú mày nãy giờ chứ tao không có thuê, không có mướn gì hết trơn đâu. Có chơi? Hả? Không có. Cái gì kỳ vậy? Ừ. Nó chơi. Giỡn mà. Hồi sáng giờ chưa mở hàng cái tự nhiên nó chơi à? Giỡn. Vô duyên, người ta là vô duyên. Trời đất ơi, tại vì cho mày hay đó, tao cũng là một cò nhà như mày. Hả? Nãy giờ tao làm bộ để thử trình độ của mày cỡ nào vậy thôi. Cái gì? Hả? Anh nói sao? Hả? Anh cũng là cò nhà như tôi hả? Chứ làm sao? Giờ mấy cuốn sổ địa chỉ của mày ghi, tao biết mày thuộc loại tép riêu. Bây giờ? Cò con rồi. Trời ơi trời. Mày mà thấy cuốn sổ địa chỉ của tao mày sẽ lé con mắt. Hả? Nó bự như cái chảo. Trời đất ơi. Nó dày như cái nồi. Chứ đâu có mỏng danh ghi có mấy căn nhà lèo tèo như mày vậy. Thôi. Thôi thằng này dễ gạt lắm hả? Tôi không tin đâu. Nó thiệt với anh đi, về nhà cửa làm sao anh biết nhiều bằng thằng này được. Cho anh hay nghe, tất cả những căn nhà cần mua bán sang thuê thành phố này tôi đều biết hết á. Nói nhà gì tôi cũng rành hết. Được rồi. Nếu mà cãi tay đôi với mày chắc không bao giờ mày chịu thua đâu, phải không? Ừ. Cho nên bây giờ muốn biết ai sành hơn ai đó, mình phải thi. Thi? Thi. Ừ. Thi. Ừ. Được. Anh cứ nói nhà khu vực nào tôi trả lời cho anh nghe. Ôi, vậy nó dài dòng lắm. Hả? Với lại thi giờ phải có màu sắc văn nghệ chứ. Yeah. Bây giờ tao tính vậy nghe không? Ừ. Tao với chú mày thi hát. Mỗi đứa hát mấy câu vậy đó. Ừ. Bài gì cũng được, miễn là có chữ nhà trong đó à. Đứa nào mà bí kể như thua vậy đó. Được rồi, rồi. À, anh tới số rồi. Sao tới số? Hả? Cái tưởng chuyện gì chứ, cái là cái nghề này vậy đó. Ừ. Tôi rành về nhà lắm. Nghe không? À. Mà cái gì có vấn đề nhà là tôi quan tâm tới à. À dù là cái đó là văn nghệ. Kể cả bài hát mà có cái chữ nhà à, tôi cũng thuộc làm lòng nữa. Vậy hen. Chứ sao? Trời ngon, mày ngon. Bây giờ bắt đầu nghe. Tao hát trước hen. Rồi, nhường cho anh hát trước. Nghe nè. Nhà em có hoa vàng trước ngõ. Có nhà. Tường thật là cao, có dây leo kính rào. Dạ, có nhà rồi hen. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm. Mày. Tôi phải không? À. Nghe nhà của tôi nè. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai, đậm đà cái nét gọi tên nàng cách gần bên, vàng hoa xứ quanh vườn, sáng nhớ thương tâm, mơ ngày mai lửa đôi. Anh à, nhà anh đâu? Dùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, trời ơi. Tuy bé nhưng thật xinh, sống riêng một mình. Ơi, mày tôi à? À, nhà mày đâu? Đây nè, coi nè. À, đâu? À. Cho tôi được một lần hoa răng đầu ngõ, một lần tài hoa thắm lên tim, một lần đem sang nhà mới tình yêu trong tâm giới, một tiếng nói thơm mơ. Anh là đó? Nhà anh đâu? Nhà anh đâu? Nhớ khi xưa là nhau chung một đường kẻ trước người xa. Ý các bạn là tôi nhớ không có cái nhà không trời ơi. Đang lặng đi theo nàng ha, tôi giờ mấy câu nhạc tình. Rồi thua rồi, chắc chắn thua rồi. Đang như vô hình gái đoan trang về đâu làm quen. Thôi. Thua. Vậy thôi. Thua. Vậy. Thua chứ. Sao thua? Không có nhà mà. Chưa hết mày, nghe tiếp nè. Lối đi qua nhà em. Trời ơi. Nghe nồng nàng
giả lý thật to. Mày sơn giả quá. Không có mày. Thằng Mạc Tứ xuôi về quê cũ, dấn thân nơi nhà quan, mong cầm hơi. Thôi anh à, anh à, thôi anh à, thôi anh à, anh. Tiền khô cháy tôi có ai hiểu chăng? Gì kỳ vậy? Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà. Trời ơi, tự nhiên nhà kỳ á. Mày à. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biếc, anh đang cho anh à, anh nhà anh đâu? Cái nhà anh đâu? Chờ mày. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay. Trời ơi. Em theo bước về nhà. Ân tình xưa đã lỡ. Mày tôi mở trời ơi. Nhà tôi đâu trời ơi? Mày nói biết cái nhà tôi đâu? Không ai thua. Nhà, tôi không có nhà. Không có nhà phải không? Nhưng mà có nói. Tôi không có nhà nhưng mà nàng có nhà. Thầy hả? Nhà ở cạnh nhà tôi cách hai cái dầu mộng tơi xanh lè. Có nhà, có nhà. Nhà anh đâu? Nhà anh, nhà anh đâu? Từ từ mày, đâu có nhà. Từ từ mới có nhà. Từ từ đường vào nhà thương có trăm lần vui, có vàng lần buồn. Anh lớn được bao nhiêu tôi nha? Khi vô nhà xa. Anh đừng có ăn gian nha. Sao ăn gian mày? Anh tự nhiên không có nhà, anh ca nhà thương kỳ vậy? Nhà thương không nhà hả mày? Không phải nhà thương, phải nhà của mình. Có cái nóc là có cái nhà mày ơi. Có anh đang gian quá, anh đang gian quá. Gian cho được mày, đừng có cãi. Anh gian quá. Mày có cãi quá, tao gõ cái mỏ mà bây giờ không có cãi nữa mày ơi. Đừng có cãi nữa. Ủa bộ anh là cò sao anh cũng đành nhà quá vậy? Nói chơi với mày chứ tao có phải cò kiếp gì đâu. Nãy giờ cứ nói chơi hoài à? Vui sáng giờ chưa mở hàng cứ nói chơi hoài à? Bây giờ nói thiệt đi. Nói thiệt ha. Tao kiếm mày á. Kiếm tôi? Kiếm chi vậy? Báo cho mày hay một tin mừng. Tin mừng? Ừ. Rồi tôi phải rồi. Ủa khách sộp phải không? Sộp lắm. Có phải mày mới giới thiệu cho bà Sáu Kẹo mua miếng đất hồi tháng trước không? Tôi chơi. Ừ. Trời ơi, tôi thiệt anh, chuyến đó tôi vô khẩm anh ơi. Ừ. Mấy khoẻn luôn. Ừ. Mà anh biết không, hả? Bà đó bà kẹo lắm. Vậy mà tôi nói bà còn mua được đó. Vậy hả? Trời ơi, bùi tay lắm. Bà mừng quá mày. Ừ. Bà mừng bà khoái quá. Bà vô bệnh viện mấy năm rồi. Đó. Sao vậy? Vậy bà mới phát hiện là miếng đất đó bất hợp pháp. Hả? Trời ơi, cái đó ăn nhầm gì tôi? Cái đó có ăn nhầm gì? Đó là tôi chỉ là người giới thiệu thôi. Nó do người bán chứ bộ. Cho mày biết thằng bán nó khai là nó với mày đồng lõa. Có nghĩa là mày biết trước là bất hợp pháp mà vẫn kiếm người dụ họ mua để ăn chia. Biết chuyện đó, bả thiếu điều đứt cơn máu phải vô bệnh viện cấp cứu. Trời ơi. Mà cái chuyện riêng của tôi sao anh xía vô hả? Cái chuyện riêng của tôi sao xía vô? Thôi, chuyện riêng của mày mà chuyện chung của tao. Là sao? Tại vì bà Sáu Kẹo là má tao. Hả? Má anh? Bắt đầu. Bắt đầu tao giận rồi. Cho nên tao mới đi kiếm mày. Tao kiếm mày để đưa mày vô bệnh viện cấp cứu kế bên má tao. Đừng anh, tha giùm em anh. Không có tha. Tha giùm em. Mày chết, đứng lại.